335天. Ngày 335. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. 放心,绝对不会后悔的. 放 心 绝 对 不 会 后 悔 的 放心,绝对不会后悔的. 放心,绝对不会后悔的. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Trừ giày cao gót. 除了高跟鞋. Hy vọng. 希望. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Liệu có trông béo hay không? Liệu có vẻ béo hay không? 会不会显胖? Sẽ có vẻ chân ngắn. 会显腿短. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱? 专心挑选. 专心挑. Đại thu hoạch. 大收获. Mình trả lại bạn 300.000, hãy nhớ dùng nín cho lịch sự. 我找您30万. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi? 学了几年中文了? Đi từ từ thôi. 慢走. Ông chủ. Lão bản. Chậm. Màn. Ngồi một lát. 坐一会儿. Rất vừa ý. 很容易. Thật có ngon như chú nói không ạ? 真有叔叔说的那么好吃吗? Chủng loại phong phú. 种类丰富. Yên tâm. 放心. Sẽ không hối hận đâu. 不会后悔的.